Anh thì thích ăn cá hộp thôi. Cá hộp hả? Anh không thích ăn cá tươi hả? Không. Với lại muốn trứng chiên. Anh thích ăn trứng chiên. Cứ em muốn ăn gì? Em thích ăn những món mà mình nấu á. Nhưng mà thật ra nó cũng không có phải là lúc nào cũng như vậy hết. Nếu mình bận thì mình có thể đi ra ngoài ăn. Nó sẽ tùy. Dạ. Em có ai thường đi chơi nào không? Thật sự không thường đi chơi. Nhưng mà đôi khi em cũng có. Còn anh là chạy xe có thứ bảy hoặc chủ nhật gì đó. Tại anh hay đi xem phim một mình không à? Rồi đó giờ chưa quen ai á. Dạ. Đi xem phim một mình không à? À, anh thường thường anh đi làm buổi chạy xe buổi tối tới mấy giờ thì anh nghỉ? Khoảng 11 giờ đêm em về. 11 giờ đêm về, còn buổi sáng hôm sau thì mấy giờ anh sẽ đi làm tiếp? À, anh đi làm từ 7 giờ sáng, 7 giờ tối. Rồi về xong tắm rửa xong đi chạy xe luôn. Mấy giờ thì anh đi ngủ? Tầm 1 giờ. Tại sao anh lại ngủ trễ như vậy? Tại vì lúc mà chạy xe về là chưa thấy buồn ngủ. Em nghĩ á, anh đi làm như vậy sẽ rất là tốt. Nhưng mà anh phải lo cho sức khỏe của mình. Nếu mà được anh sắp xếp được á, thì đi làm về xong anh nên đi ngủ sớm hơn. Ăn chưa? Hết biết nói gì luôn rồi hả? Không có tôi là đơ luôn rồi hả? Sao vậy rồi không ăn miếng nào luôn hả? Món này em không ăn được. Hồi nãy chị giờ chị ra ngoài thì chị thấy là bên nay mình đi là gia đình hai bên đều có hết. Dạ. Có người nhà đi theo hết đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ chị sẽ mời người nhà của các bạn vào để người lớn có thể cho ý kiến cho mình nha. Dạ. Rồi, dạ xin mời phụ huynh của hai gia đình vào ạ. Rồi, tới rồi cái bàn hai phía trước. Mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Ok. Rồi bây giờ mời em trai thể giới thiệu về những thông tin cá nhân của mình. Dạ, em tên là Lê Quang Phúc, là hiện tại là 32 tuổi. Nghề nghiệp của em là IT, dịch vụ in ấn thanh tùng. Em quê ở đâu? Dạ, quê em ngồi Đà Nẵng. Thì giờ em đang sống với ai, sống ở đâu? Dạ, em sống với mẹ em, đang ở quận Nhất chị. Ở nhà có hai mẹ con thôi. Dạ. Rồi, mời em gái. Đầu tiên em chào chị Cát Tường và mọi người khán giả có mặt trong phòng quay. Em tên Trần Thị Vân, em năm nay 29 tuổi, em quê Ninh Thuận. Hiện em đang điều dưỡng ở Bệnh viện Pháp Việt. Em xin hết, em cảm ơn. À, điều dưỡng ở Bệnh viện Pháp Việt. Dạ. Em làm đó lâu chưa? Em làm đó cũng gần 1 năm. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em vui tính, hòa đồng với lại biết bắt điện trong gia đình. Còn điểm yếu em hay quên lắm. Mà định hướng của em sau này là sẽ lập nghiệp trong này luôn hay là về quê hay là như thế nào? Dạ trong này luôn á chị. Em có dự định phát triển gì thêm trong cái sự nghiệp của mình nữa không? Có chứ chị. Nói chị nghe thử coi. Cái hạt của em buổi tối thì em chạy xe công việc. À. Kiếm thêm. Rồi cái kế hoạch trong tương lai là gì? Giờ có để dành được đồng bạc nào chưa? Dạ được rồi chị. Được nhiều ít rồi. Dạ khoảng 100-200 rồi chị. Trời ơi nhiều dữ vậy. Rồi ai giữ tiền đó, ai giữ? Dạ em bỏ trong sổ tiết kiệm với chị. À. Khi nào có vợ em lấy ra chị. À. Thế còn mẹ thì sao? Hiện giờ mẹ còn làm cái gì không? Dạ mà em là đang ở với cô em. Ông này tôi hỏi câu trả lời ông đường trả lời nẻo, tôi hỏi mẹ còn làm việc gì không? Dạ không. Không. Dạ. Đúng không? Là giờ là mẹ là mình phải phụng dưỡng mẹ đúng không? Dạ. Ừ, nghe tập trung cho câu hỏi giùm tôi, trời ơi trời, khổ tâm ghê vậy đó. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em đó là em chăm chỉ, em hiền lành. Còn điểm yếu của em đó là em ít nói. Nhà đông anh chị em không? Nhà em chỉ có hai chị em. Hai em chị là em. Đầu. Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em được trải qua 3 mối tình rồi chị. Ừ. Tay cách đây là 3 năm rồi chị. Do hoàn cảnh nên em mới chia tay bạn gái. Hoàn cảnh là hoàn cảnh làm sao? Do bạn gái á, là có bạn trai mới rồi. Có nghĩa là phản bội em? Dạ. Thế còn em, tình trường sao cưng? Dạ em có một mối tình người em thích thôi chứ không có quen. Vậy là coi như tình đơn phương? Dạ. Mà người đó có biết em thích người ta không? Em nghĩ là người đó có biết. Em có tỏ tình, em có chia sẻ, thổ lộ lần nào chưa? Dạ chưa. Em thích cái gì ở cái người đàn ông đó? Em ấn tượng nhất là người đó rất là đặc biệt. Đặc biệt là đặc biệt thì sao? Người đó rất hiền. Hiền. Và thông minh. Và em ngưỡng mộ. Dạ đúng, lúc đầu cũng một phần như vậy. Rồi vậy là em có nụ hôn nào với một người khác giới chưa? Dạ chưa. Ông cười gì không? Em nghe chưa có nụ hôn lần đầu tiên. Tụi em cười. Dạ. Tại sao em cười? Dạ, hài lòng.
thấy lạ không? Dạ lạ, tại vì em cũng hôn bạn gái rồi. À, thật ra đây là một cặp đôi mà như hơi tương xứng với nhau, cả hai đều chưa có một mối tình nào sâu đậm. Rồi bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Cao 1m55, khuôn mặt dễ thương, tóc dài, biết lo lắng trong gia đình là được rồi. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ, em không thích người bạn gái là không có chảnh chẹ. Nếu được thì trong một mối quan hệ em thấy được thì em nghĩ mình sẽ quen bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân? Nếu mà quen được tùy bạn gái bên kia, tại vì em cũng là lớn tuổi rồi, khoảng 6 tháng hoặc năm gì đó. 6 tháng 1 năm. Dạ. Tiền bạc đám cưới cũng sẵn sàng rồi ha. Dạ. Mẹ cũng đồng ý hối thúc ha. Mẹ có đặt tiêu chuẩn tìm nàng dâu như thế nào không? Mẹ em hiền lắm chị ơi. Biết là lo lắng cho mẹ với anh, phụ mẹ được rồi. Ừ. Rồi vậy còn em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Dạ, mẫu người của em đó là em muốn người đó điềm tĩnh, hiền lành, biết lễ phép với người lớn, có hiếu với cha mẹ, có chí cầu tiến. Em không thích rượu chè cờ bạc, em cũng không thích hình xăm. Có hình xăm gì không? Dạ không. Có rượu chè cờ bạc không? Dạ không. Có hút thuốc không? Dạ không luôn chị. Không nhậu nhẹt luôn? Dạ. Không biết uống chai bia nào? Cũng có uống nhưng mà uống 1-2 ly thôi chị. Ừ, tương đối được. Dạ, xấu hay đẹp không quan trọng. Trời, xấu hay đẹp cũng phải quan trọng chứ. Không muốn ngoại hình sao hết trơn à? Miễn là đừng có xấu quá là được rồi chị. Ai biết cái chữ quá của em là bao nhiêu nè? Người đó phải là người có trách nhiệm, phải là người của gia đình. Ừ, tấm này đông người quá, em tìm đi. Tìm đi, trong hai cô gái này có một cô đó đó. Ai đâu? Em gái này. Cô đó phải không? Rồi cầm hình đó đi. Bên đây. Anh nào? Bên này ạ. Rồi anh đó phải không? Để xem cảm nhận của mình ngày hôm nay đúng hay sai nha các bạn. Hãy nhìn qua cánh cửa trái tim. Wow, hay quá ha. Hai bạn, bạn nào cũng chọn đúng hết trơn ha. Cảm nhận đầu tiên khi mình nhìn thấy nhau lần đầu tiên, em thấy cô ấy rất là hiền, rất dễ thương nữa. Cảm xúc trong người mình có sự rung động xao xuyến gì không? Dạ có, cái tim đập đập cái lưỡi thì đập đập đập, cái miệng thì rung rung luôn, nói chuyện hơi bị cà lăm luôn. Tôi cảm nhận được điều này. Thế còn em? Em thấy anh này hiền, em có một ấn tượng tốt với anh. Nếu vậy là quá tốt rồi. Bây giờ Tường sẽ cho các bạn thêm thời gian để có thể là tìm hiểu nhau kỹ hơn nữa nha, để cho mình có thể thấu hiểu nhau. Mới có cái nhìn đầu tiên thôi, chưa có nói chuyện này. Sao đây, quên quá, rung quá, quên luôn hả? Đi lẹ lên nè. Đây là món quà anh tặng em nhân dịp là lần đầu tiên anh gặp em. Em cảm ơn anh. Em cũng có một món quà tặng cho anh. Vậy anh cảm ơn cũng được. Rồi, được rồi, bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Vị Ngon. Xin mời. Mời hai bạn thưởng thức món ăn rất là đặc biệt của nhà hàng, đó là món cá hồi ấp chảo. Nhớ nha, vừa ăn vừa tâm sự với nhau nha. Rồi, chúc hai bạn ngon miệng. Món cá này em ăn được không vậy? Dạ, được. Anh không biết ăn món này. Em nghĩ anh thử ăn đi. Nó cũng không có gì đâu. Em ở khúc nào vậy? Em ở quận 7, ngay khúc Nguyễn Thị Thập, cách Nguyễn Văn Linh. À, Nguyễn Thập anh biết. Dạ. Món này anh ăn không được. Bình thường anh thích ăn cái gì? Anh thì thích ăn cá hộp thôi. Cá hộp hả? Anh không thích ăn cá tươi hả? Không. Với lại món trứng chiên. Anh thích ăn trứng chiên. Cứ em muốn ăn cái gì? Em thích ăn những món mà mình nấu á. Họ, nhưng mà thật ra nó cũng không có phải là lúc nào cũng như vậy hết. Nếu mình bận thì mình có thể đi ra ngoài ăn. Nó sẽ tùy. Dạ. Em có ai thường đi chơi nào không? Thật sự không thường đi chơi, nhưng mà đôi khi em cũng có. Còn anh là chạy xe có thứ bảy hoặc chủ nhật gì đó, là anh hay đi xem phim một mình không à? Rồi đó giờ chưa quen ai hết. Dạ. Đi xem phim một mình không à? À, anh thường thường anh đi làm buổi chạy xe buổi tối tới mấy giờ thì anh nghỉ? Khoảng 11 giờ đêm em về. 11 giờ đêm về, còn buổi sáng hôm sau thì mấy giờ anh sẽ đi làm tiếp? À, anh đi làm từ 7 giờ sáng, 7 giờ tối. Rồi về xong tắm rửa xong đi chạy xe luôn. Mấy giờ thì anh đi ngủ? Tầm 1 giờ. Tại sao anh lại ngủ trễ như vậy? Tại vì lúc mà chạy xe về là chưa thấy buồn ngủ. Em nghĩ á,
anh đi làm như vậy sẽ rất là tốt, nhưng mà anh phải lo cho sức khỏe của mình. Nếu mà được anh sắp xếp được á thì đi làm về xong anh nên đi ngủ sớm hơn. Ăn chưa? Hết biết nói gì luôn rồi hả? Không có tôi là đơ luôn rồi hả? Sao vậy, rồi không ăn miếng nào luôn hả? Món này không ăn được. Hồi nãy chị giờ chị ra ngoài thì chị thấy là bên đây mình đi là gia đình hai bên đều có hết. Dạ. Có người nhà đi theo hết đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ chị sẽ mời người nhà của các bạn vào để người lớn có thể cho ý kiến cho mình nha. Dạ. Rồi, dạ xin mời phụ huynh của hai gia đình vào ạ. Dạ, chào các gia đình hai bên. Dạ, giờ cho xin hỏi chú trước ạ. Chú là sao với em đây ạ? Bố của bố là cũng như là ba, đây là cái đầu. Con cái đầu. Sinh ra và lớn lên là ăn đi học. Dạ. Rồi đến khi ra trường rồi đi làm. Chứ ngoài ra ít nói tính, rất trầm tính. Dạ. Ít nói. Dạ. Thành ra là sinh con mình biết tính cứ cái con mà. Dạ. Thì bây giờ nhiệt nhận xét rồi cũng đã trưởng thành rồi, thì coi như là tìm hiểu cho nó sâu hơn. Dạ. Rồi rồi mình thể kết nối lâu dài. Dạ, và chú là ở ngoài quê vô đó hả chú? Ở quê vô. Ồ, dạ. Rồi đợt này vô được lâu không? Có ở lại chơi với con không? Ở chơi với con bữa đây là có thể mai, tối mai về. Rồi, để con chào gia đình bên đây ạ. À. Dạ, chào dạ, cô. MC. Anh chào bác lắm, nhưng mà phải chào cô thôi cho nó trẻ. Chứ đúng là phải chào bác nha, bác đứng xích vô đây nè. Chào cô thôi. Anh là sao của... Anh họ. Thế hôm nay là nãy giờ là cô đứng ở ngoài nghe thông tin của hai đứa nhỏ nói chuyện nè. Cô cảm thấy như thế nào? Cô cảm thấy cô gái bên này cũng dễ thương. Dạ. Phúc hiền lắm, nhưng mà còn chăm làm việc lắm. Dạ. Thế ở nhà có đông anh chị em không cô? Dạ, có mình cô với đứa cháu. Hai mẹ con thôi vậy đó. Còn anh là anh như thế nào của Phúc ạ? Anh họ đó, Phúc đó thì nói chung là tính tình của nó cũng hiền. Về có vấn đề, còn nhiều khi đi ngoài xã hội thì nhiều khi nó làm cứ giao chú hết nhiều. Chứ gia chạm mình đứng ra hỏi anh nhiều khi anh cũng hơi mờ đó, mình thử ra nó tại vì ảnh trong đó thì anh cũng không có chơi lâu đâu, ngồi hình xã hội được nhiều. Dạ. Thử ra là ảnh là nhút nhát lắm, hỏi gì cũng không biết được nào mà ảnh nói. Dạ. Rồi, nhưng mà bữa nay gia đình hai bên mình có duyên gặp mặt nhau. Giờ xin mời là hai cô với chú mình bắt tay nhau, mình chào, biết đâu sau này rủi mình làm sư gia ha. Tại vì đây là nhà trai, nhà gái là Phúc ở từ ngoài quê vô. Dạ, ngoài vô quay cái chương trình với con gái cái thôi rồi đi về. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn chú. Đó là cái ý kiến của gia đình hai bên để các bạn có thêm cái thông tin để mình tham khảo. Cho hai bạn chơi một trò chơi nữa của chương trình nha, để chúng ta có thể kết nối được với nhau. Bóc một lá bài. Em thích màu đỏ. Thích màu đỏ thì em bóc màu đỏ. Mời em. Rồi, đọc lớn đi cầu trong đó giùm cho chị. Bạn nam hãy cổng bạn nữ đi một vòng vừa đi vừa hát. Rồi, mời em đọc cái yêu cầu của em. Bạn trai xin phép ôm bạn gái 30 giây thử cảm xúc. Trời ơi, trai lời quá trời lời vậy. Rồi, thế bây giờ nè, em qua thực hiện yêu cầu của bạn đó trước. Mà em không biết hát. Qua xin ôm bạn gái 30 giây, rồi xin cổng bạn gái đi một vòng, rồi hát một bài luôn nha. Rồi sau đó dừng lại, chúng ta tính tiếp. Mời em. Em không biết hát. Giờ xin phép bạn gái đi. Ôm mà chị. Ừ. Bạn gái cho mình ôm một cái được không? Ôm nhưng mà không cổng được không chị? Rồi vậy thì giờ ôm một cái xong nắm tay nhau hát tặng bạn gái một bài. Dạ được. Rồi. Ủa cái gì cũng đơ cứng chồng vậy cưng. Đứng hai đứa đứng ngang nha, bước bạn gái đứng qua bên đây. Rồi ôm đi nè, thả lỏng coi nè. Quen nhỏ lớn chưa có va chạm gì trơn á. Ôm 30 giây, cái yêu cầu người ta là ôm 30 giây em à. Ủa, 30 đọc giây. Đi, đọc kỹ trong đó đi. 30 giây chứ. 30 giây, ôm đi tôi đếm nè, rồi cảm nhận nha. Bé mặt căng thẳng hết sức luôn vậy đó, 30 giây nha. Cảm nhận. Quíu tay hết rồi. Rồi. Rồi bây giờ nhìn thẳng bạn gái, đứng xích tới bây giờ không có cổng. Xin nắm tay bạn gái. Trân trọng nhìn vô mặt bạn gái. Nhìn bạn thẳng vào mặt bạn gái. Có thể cho mình nắm tay bạn được không bạn? Dạ được. Rồi nhìn thẳng nhau, hai bạn nhìn thẳng nhau. Hát tặng bạn gái một bài rồi chúng ta mới phát biểu cảm nghĩ. Mình cũng không biết hát bài gì nên cho mình hát một khúc Giáng Heo. Rồi mời em. Ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nên thế thang khắp thế gian nghe nghẹt ngào
Rồi anh buông rơi câu này là bước chân. Bước chân này nhìn khác rồi. Cái gì lô vậy, hát kỳ vậy. Thôi bây giờ nhìn nhau. Nói cảm xúc của em hiện tại với cô gái ấy. Lần đầu tiên em ôm bạn gái này thì trái tim em nói cũng... với cổ, lần đầu tiên anh được ôm em. Anh em đàng hoàng tự tin vào nhìn thẳng cổ. Lần đầu tiên anh ôm em là trái tim anh đập thình thịch rồi. Em cũng hơi run run. Đúng không em? Yeah. Rồi sao nữa? Rồi cảm xúc sao nữa? Cảm xúc tìm cặp thình thịch rồi sao nữa? Nhận xét về cô gái ấy như thế nào? Cô gái rất là xinh. Em như thế nào? Trời ơi, khổ ghê. Em rất cổ là xinh xắn và dễ thương nữa. Dạ, em cảm ơn. Trong lòng anh thấy sao? Trong lòng anh cảm thấy em luôn trái tim em làm anh nhức nhối. Trời ơi, cái gì trái tim em? Ủa sao em rung mà trái tim anh nhức nhối? Đã làm gì đâu mà nhức nhối? Tại vì trái tim em đập thình thịch thì gặp cô gái đẹp là em nhức nhối đó phải không? Dạ. Ờ thôi được rồi, về chỗ đi để xỉu hai đứa. Ngồi vô đi. Lần đầu tiên gặp ai cũng ít nói rồi ngỡ ngàng. Lời tỏ tình rất là dễ thương. Gặp em thì anh là trái tim đập thình thịch, em thì rung. Rồi ngồi xuống bình tĩnh chưa? Dạ. Giờ hai bạn nhìn nhau qua cửa trái tim. Người nói một câu nữa thôi. Rồi nãy giờ bạn trai nói rồi bạn hơi rung. Tại em nói trước đi, phát biểu cảm nghĩ của mình. Cảm nghĩ của em về bạn trai đó là bạn rất là hiền và giản dị. Em cảm nhận như thế nào? Em cũng thấy bạn nữ này cũng hiền, nhiều tính. Trời ơi, rồi cặp đôi này hẹn hò với nhau rồi hai đứa nó ngồi nó nói chuyện gì trời. Mốt đi hẹn hò rủ chùa trường đi theo hả? Bây giờ sau khi kết thúc chương trình, ngày hẹn hò đầu tiên của hai bạn là lúc nào? Ngày mai em sẽ hẹn cô gái đó đi xem phim. Bây giờ em nói với cổ đi. Em ơi, nếu như hôm nay em đồng ý cho anh cơ hội hẹn hò, bấm nút hẹn hò, hứa hẹn cho cổ hấp dẫn cổ mới bấm nút chứ. Mời em. Mà em ơi, hãy cho anh một cơ hội để ngày mai anh có thể mời em đi xem phim 212 Lý Nhân Thắng. Thôi được rồi, đi xem phim không có tốn tiền. Chương trình tặng vé. Rồi trước khi đi coi phim có cho người ta ăn uống gì không? Dạ có chứ chị. Có tiền không? Dạ có. Tưởng đâu lại tính cái gì không tốn tiền nữa chứ, khổ ghê. Đi xem phim lại có mua này nọ vô trong phim á. Thật thà quá các bạn ơi. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, sát ghế vô. Nếu đồng ý hẹn hò, chúng ta bấm thật mạnh vào nút bấm. Không đồng ý, chúng ta có quyền lấy tay ra. Bạn mời hai bạn cố gắng lên. Nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Lại thêm một cặp đôi nữa đã đồng ý kết nối với nhau trong chương trình này. Đây chỉ mới là sự khởi đầu thôi hai em nha. Yeah. Cái đoạn đường phía trước của hai em còn dài lắm. Mà chị cũng lo cho hai em lắm đó. Rồi đây là gửi cho em gái một món quà để làm đẹp nè. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Nè, vé xem phim nè anh. Mai đi coi phim khỏi tốn tiền mua vé. Dạ, cảm ơn nha. Cảm ơn hai bạn. Những cảm xúc rất là ngây ngô, rất là dễ thương. Mặc dù nó chưa có cái gì nó trọn vẹn hết, nhưng mà đây là những cung bậc cảm xúc rất là thật đó.